Danh lam thắng cảnh Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa nằm trên xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, được ví như Lý Sơn thu nhỏ với bãi cát đá ven biển có nét đẹp độc đáo. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, thắng cảnh vừa được xếp hạng di tích cấp quốc gia này lại ngập ngụa trong rác, khiến người dân và du khách bức xúc. Ông Lê Hoài Bông, một người dân địa phương bày tỏ, ước mơ của người dân là các ngành các cấp làm sao để rác thải không còn tấp dọc bờ biển này nữa. Người dân cũng đã làm một thời gian rồi nhưng không được. Với vị trí đặc thù là xã đảo nên việc xử lý rác ở đây khó có phương án để xử lý. Hơn nữa, việc vận chuyển rác vào đất liền cũng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù chính quyền địa phương cũng đã tích cực huy động người dân cùng nhiều lực lượng trên địa bàn ra quân dọn rác, nhưng vẫn không hiệu quả, không giải quyết được dứt điểm. Một năm thì cân đối cái nguồn kinh phí của địa phương, cân đối cái nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên thì 2 đến 3 lần địa phương tổ chức vận động các đoàn hội viên, bà con nhân dân, rồi sự hỗ trợ của các đơn vị như bộ đội đóng chân trên địa bàn hỗ trợ với địa phương để có lực lượng đo quân dọn cái vệ sinh chỗ cái danh tháng này, và với cái phương pháp là bà con dọn vệ sinh tập kết rác rồi sẽ thê sẽ múc đánh để mà chôn lấp. Hàng năm thì về cái ngân sách của cấp trên thì cũng đã hỗ trợ cho địa phương một phần kinh phí để mà xử lý về cái nguồn môi trường. Tuy nhiên thì với cái đặc thù như vậy thì cũng mang rằng là các cấp hỗ trợ tăng cái nguồn hàng năm, tăng thêm các nguồn kinh phí để địa phương có thể là lồng những cái kế hoạch, những cái giải pháp cho cái việc xử lý môi trường được tốt hơn. Vào tháng 2 vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có quyết định xếp hạng danh lam thắng cảnh Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa là di tích cấp quốc gia, do đó thiết nghĩ các cấp cần tăng cường công tác vệ sinh môi trường để khu vực này sạch đẹp hơn. Hiện cũng đã có nhiều nhà đầu tư cũng đến khảo sát tại khu vực này để đầu tư khai thác du lịch, nhưng rác thải tấp vào khu vực cũng là vấn đề nan giải. Hơn nữa, rác thải cũng làm suy giảm sự đa dạng sinh học dưới mặt nước biển khi tại đây có những rạn san hô rộng lớn. Vừa qua có một cái nhà đầu tư cũng đang đi khảo sát đưa ra ý tưởng là người ta vừa làm du lịch ở đó và người ta sẽ dùng cái công nghệ để mà xử lý cái rác thải này tại đó và cung cấp lại điện để mà phục vụ cho cái khu du lịch. Thì tỉnh cũng đang nghe và cũng đã cho ý kiến bước đầu để doanh nghiệp người ta sẽ có cái hoàn thiện cái ý tưởng, rồi sau đó là sẽ có cái trình bày lại và sẽ tính.